rối loạn tiền đình là bệnh lý gặp ở mọi lứa tuổi, phổ biến hơn ở người trưởng thành. Vậy rối loạn tiền đình có những dấu hiệu nhận biết nào? Có nguy hiểm không? Rối loạn tiền đình làm sao hết? Những thắc mắc này sẽ được thạc sĩ bác sĩ Huỳnh An Thiên, khoa khám bệnh và nội khoa, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng tư vấn ngay sau đây. Những dấu hiệu để nhận biết rối loạn tiền đình: chóng mặt kèm theo hoa mắt, không làm chủ được tư thế, choáng váng, đứng lên ngồi xuống khó khăn, đặc biệt là khi xoay người. Đây là triệu chứng đặc trưng của bệnh. Buồn nôn hoặc nôn, đau đầu, tê chân, không tập trung và mau quên. Nhịp tim, nhịp thở nhanh, hay hồi hộp, đánh trống ngực, huyết áp cao. Một số trường hợp người bệnh bị đau đầu nhiều, tay chân tê, run rẩy. Nếu thấy bản thân có một hoặc nhiều triệu chứng như đã liệt kê ở trên, thì khả năng cao là bạn đã mắc tiền đình. Vậy rối loạn tiền đình có chữa khỏi được không? Rối loạn tiền đình có thể chữa khỏi, tránh tái phát, biến chứng nếu người bệnh thực hiện điều trị đúng, tích cực theo phác đồ của bác sĩ. Bệnh nhân không nên tự mua thuốc để điều trị vì có nhiều loại thuốc có thể gây tác dụng phụ, không tốt cho sức khỏe. Cách điều trị hội chứng rối loạn tiền đình. Trong giai đoạn cấp, khi bệnh nhân đang chóng mặt, nôn mửa, mất thăng bằng tư thế thì cần ở phòng có ánh sáng dịu dàng vừa phải, yên tĩnh. Nằm đầu thấp, tránh xoay lắc đầu nhiều. Dùng thuốc chống nôn đường tiêm tĩnh mạch. Bù nước điện giải qua đường truyền. Thuốc cho người tiền đình. Nhiều người đặt câu hỏi, rối loạn tiền đình thì uống cái gì để khỏi bệnh? Câu trả lời là sau khi nghỉ ngơi, người bệnh cần dùng hai nhóm thuốc. Đó là thuốc chống chóng mặt và thuốc tăng cường tuần hoàn não tiền đình. Lưu ý, những thuốc này không được tự tiện mua, cần thăm khám và uống thuốc theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ. Rối loạn tiền đình nên ăn gì? Người bệnh cần chú ý kiêng khem trong ăn uống, nhưng không kiêng khem thái quá để tránh bị suy dinh dưỡng. Người cao tuổi mắc chứng tiền đình không nên lạm dụng rượu bia. Uống đủ nước hàng ngày, nên tắm rửa bằng nước ấm trong buồng kín gió, giữ ấm cơ thể trong mùa lạnh. Ngoài việc dùng thuốc để điều trị, người bệnh rối loạn tiền đình cần có chế độ tập luyện. Đồng thời, người bệnh nên vận động cơ thể thường xuyên, tốt nhất là đi bộ mỗi ngày khoảng 60 phút, tránh ngồi quá lâu ở một vị trí mà không thay đổi tư thế. Liên hệ hotline các bệnh viện Vinmec trên toàn quốc hoặc truy cập website www.vinmec.com để biết thêm thông tin. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.